Khi ấy, Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ người nói với môn đệ rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Rồi Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Sau đây là tên của 12 tông đồ. Đứng đầu là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, rồi đến ông Andrê, anh của ông, sau đó là ông Giacôbê, con ông Zêbêđê, và ông Gioan, em của ông Philippê và ông Bartolomeo, ông Tôma và ông Matthêu người thu thuế, ông Giacôbê, con ông Anphê, và ông Tadeo, ông Simon thuộc nhóm quá khích, và ông Giuđa Iscariot là chính kẻ nộp người. Đức Giêsu sai 12 ông ấy đi và chỉ thị rằng: anh em đừng đi về phía các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của dân Samari. Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường, hãy rao giảng rằng nước trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy.